chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay Văn hóa Nhân bản đặc biệt sẽ tường thuật cái buổi họp mặt của Hội Ái Hữu, cựu học sinh Hoàng Diệu, Ba Xuyên, Sóc Trăng mà tại Nam California. Hôm nay là tiệc tân niên với một số học trò cũng như là thầy cô sẽ đến tham dự để mừng xuân. Chương trình sẽ được tổ chức tại nhà hàng Majesty và hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2016. Thưa quý vị, mỗi năm thì Hội Ái Hữu cũng sẽ Hoàng Diệu đều tổ chức tân xuân nên chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những hình ảnh hội họp của thầy trò cũng như thân hữu và gia đình trong buổi tiệc hôm nay. Xin quý vị hãy theo dõi chương trình của chúng tôi ngay bây giờ. Cho một bài phát biểu cho các bạn học trò của thầy. Sau phần thầy luật thì chúng tôi sẽ xin mời anh Phát Bùi. Xin mời thầy. Thưa quý vị Phật khách, các giáo sư đồng nghiệp và toàn thể các kiều bào sinh trường Hoàng Diệu, hôm nay thực sự là bất ngờ, bởi vì đúng ra là anh Trần Cảnh Xuân là tới có hẹn với tôi là sẽ tới ngày hôm nay, nhưng chút chót thì anh Xuân bị chóng mặt không tới được. Và xin lỗi quý vị, cho tôi nói một vài cờ về lần trước kỳ họp mặt. Lần trước tôi nhớ là trước Tết tôi hứa tôi có tham dự ở dưới San Diego nhà ông Xuân, nhưng mà phút chót là tôi cũng bị không được khỏe cho nên không tới được. Và sau đó thì có xin cảm ơn tất cả các em học sinh đã gọi điện thoại đến để hỏi về sức khỏe của tôi. Nhân dịp hôm nay tôi xin cảm ơn toàn thể các em đã gọi điện thoại để mà hỏi thăm về sức khỏe. Thưa quý vị, hôm nay tại vì chúng đa số các em học sinh ở đây là những thế hệ sau, tôi và anh Trần Xuân thì đã tới trường Hoàng Diệu ở đầu thập niên 60 và chúng tôi đã làm việc với nhau cho đến năm 65 thì chúng tôi rời khỏi trường Hoàng Diệu. Lúc đó anh Xuân về Long An, còn tôi về trên Mỹ Đức, Bình Dương. Cho nên có thể nói một số lớn các em học sinh của những niên khóa sau chắc không biết dành tôi. Vì vậy nhiều khi tôi cũng không biết nói làm sao. Vì các em gặp tôi thì hỏi, ô thưa thầy, ngày xưa thầy là giám thị hay là thầy là làm tổng giám thị? Tất cả này là không đúng. Bởi vì tôi lúc đó tôi dạy học và tôi làm giám học. Nhưng mà sau này á, thì nếu mà nói một câu rất dễ để các em hiểu á, thì về sau, thế là sau gọi là hiệu phó. Thì trong trường có tổ chức, đầu tiên là ông hiệu trưởng, rồi đến giám học, coi về học vấn, học vụ, về giáo sư và học sinh để có chương trình học của trong trường. Và một vị tổng giám thị thì coi về kỷ luật của học sinh. Tôi xin nói dài dòng như thế là vì có nhiều em cứ lẫn lộn chuyện này chuyện kia. Và thành ra tôi hôm nay là nhân tiện cũng để giải tỏa những câu thắc mắc của các em. Tôi xin nói lại như vậy. Và hôm nay tôi rất là hân hạnh là được các anh chị cũng như là các em lên đây để đại diện cho nhà trường. Trước hết là tôi xin nhân dịp đầu năm xin chúc tất cả toàn thể quý vị quan khách, các cựu giáo sư đồng nghiệp và các em học sinh một năm thật nhiều sức khỏe và mọi điều thịnh vượng may mắn đến với chúng ta, và chúng ta sẽ có nhiều buổi hộp ngộ như thế này nữa. Bởi vì theo như chúng ta thấy là dần dần ai cũng vậy, là sức khỏe và tuổi tác dần dần đi tới, cho nên những buổi hội ngộ sau vắng dần. Và tôi hy vọng rằng chúng ta còn giữ sức khỏe là còn có những buổi hội ngộ. Sau đó thì chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị đã dành một chút thời giờ để tôi được có dịp mà chào đón quý vị. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Xin cảm ơn những lời chúc của thầy.
Nguyễn Trí Luật. Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời nghị viên thành phố Garenro, cũng là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, anh Bùi Thế Phát. Sau khi anh phát biểu xong, chúng tôi tính mời anh tới phần văn nghệ mới phát biểu, nhưng mà sau khi anh phát biểu xong thì anh có việc hát một bản để mà mừng xuân. Bạn xin cảm ơn anh. Kính thưa tất cả quý bậc trưởng thượng, quý đồng hương của hội Sóc Trăng và hôm nay là quý thầy cô của trường Hoàng Diệu. Thưa quý vị, chúng tôi đến đây hôm nay mà trong lòng rất là cảm thấy vui cũng như là cảm kích. Mới cách đây 6-7 tháng chúng tôi có tham dự một cái chương trình của hội Sóc Trăng. Hội đồng hương Sóc Trăng trong mùa hè vừa rồi đã phát bằng giải thưởng cho các em học sinh ưu tú, mà chúng tôi nhớ là có tới mười mấy em. Ngày hôm nay chúng tôi ngạc nhiên thích thú khi hội Sóc Trăng vinh danh các thầy cô của trường Hoàng Diệu của mình. Thưa quý vị, trong cộng đồng của chúng ta luôn luôn có cái truyền thống trọng thầy, trọng đạo, và chúng ta quý gia đình, họ hàng, làng xóm. Chính những cái sinh hoạt, những cái đặc tính đó mà đã giúp cho chúng ta giữ được đất nước quê hương của mình suốt từ mấy ngàn năm nay. Và cũng chính nhờ những cái đức tính đó, những cái sinh hoạt đó mà cộng đồng của chúng ta, gia đình của chúng ta mới vững mạnh được. Cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali sẽ không thể lớn mạnh nếu không có những cái sinh hoạt của các hội đồng hương. Thành thực ra chúng tôi cảm thấy là hổ thẹn và đã chưa có làm được nhiều hơn để giúp cho các hội đồng hương có những cái sinh hoạt nó dễ dàng hơn và tốt đẹp hơn nữa. Nhưng mà chúng tôi cố gắng đặt ra những cái viên gạch từng viên một để hy vọng một ngày không gần đây, một ngày không xa, chúng ta sẽ có một trung tâm sinh hoạt mà trong đó các hội đồng hương có thể sử dụng một cách dễ dàng và không có tốn kém. Chúng tôi rất là cảm kích những cái sinh hoạt của hội Sóc Trăng, của hội Bạc Liêu, của các hội đồng hương khác, và mong rằng trong những năm tới chúng ta sẽ có những cái sinh hoạt thật là chặt chẽ hơn. Hội đồng hương và cộng đồng như là cá với nước, chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ lẫn nhau thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cái đất nước, một cái cộng đồng lớn mạnh. Chúng tôi vừa mới tổ chức diễn hành Tết xong, và cái chủ đề năm nay là Xuân vươn lên. Mong tất cả chúng ta sẽ vươn lên và vươn cao, và con em chúng ta sẽ thành công lớn ở xứ người. Riêng về bài hát thì thực sự ra hôm nay chúng tôi không có được khỏe, sau cái diễn hành Tết thì vẫn còn mệt lắm, nhưng sẽ cố gắng gửi đến tất cả các quý vị bài Hải Ngoại Thương Ca, nói về đàn chim Việt đã phải bỏ xứ ra đi và ở hải ngoại chúng ta sẽ làm vinh danh Việt Nam. Xin mời quý vị nghe bài Hải Ngoại Thương Ca của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Về đây
núi xa xăm. Đàn chim bé trong làng trống xanh, mưa trời từ gió đông hướng về đồi cảm ơn cái này anh phải đem này cho bà xã. Vâng, cảm ơn anh giọng hát của anh Phát. Đâu có ngờ là anh hát nhạc thính phòng rất là hay. Hôm đó ở Sóc Trăng anh cũng hát hai bài. Cảm ơn rất nhiều đã cho vui cùng chúng tôi. Và chúng tôi được biết là có sự có mặt của ông phó chủ tịch cộng đồng, đó là anh Lê Nguyễn. Xin mời anh đi dạy cho thầy cô và các đồng nghiệp chúng tôi biết nhạc ạ. Và hôm nay đã có sự hiện diện của ông chủ tịch cộng đồng, phó chủ tịch cộng đồng và tổng thư ký cộng đồng miền Nam California, thì đó là một niềm hân hạnh cho chúng tôi. Bây giờ Ngọc Thủy xin được giới thiệu một người bạn của Ngọc Thủy đã đến chung vui của chúng ta hàng năm. Cô có một giọng hát rất là hay vui. Lúc nào mời cô đến là đến với Sóc Trăng và đến với Hoàng Diệu, đó là tiếng hát của Sophie. Hồi ái hữu Sóc Trăng thì cũng mời Xuân Thi đến hát, mà hồi ái hữu Hoàng Diệu mời Xuân Thi cùng đến hát. Cảm ơn Xuân Thi nhiều lắm nha. Xuân Thi hát chị bài hát nha. Xuân Thi xin kính chào quý vị. Chắc bữa nào Xuân Thi xin đầu quân vô trường Hoàng Diệu luôn, tại vì thương cái trường này lắm. Sau đây thì Xuân Thi sẽ xin trình bày một nhạc phẩm nhẹ nhẹ, đó là bản Suối Tóc của Văn Phục. Tìm cho thấy cánh xanh xanh đàn ơi, hãy đi dòng suối tóc trên vai, cho mái tóc huyền hình dáng anh.
thì rất là thương cái thiêu trì hoàng điều này. Lúc nào Ngọc Tiểu kêu là có mặt liền nè, thì đừng có quên năm tới nha. Quý vị có thấy ba cô này như là nữ sinh thời 18 tuổi tại trường Hoàng Diệu không quý vị? Nếu quý vị thấy như vậy thì xin quý vị cho thêm một tràng pháo tay nữa. Chúng tôi cũng xin nhắc quý vị là cái này nhắc cũng hơi thừa, nhưng mà trên bàn đó quý vị có xin đóng góp vô phần ăn thì mỗi phần ăn là 30 mỹ kim. Rồi sau đó chúng tôi cũng sẽ tặng cho một vé số free bán em thấy để trúng những giải mà của các vị mạnh thường quân tặng. Cậu thử cho biết một vài vị mạnh thường quân để tặng quà cho sổ số mà ai. Dạ, trong này có những mạnh thường quân của hội chức trang của chúng ta, và được hội chức trang đó là ông Quang. Trần Đình Quang thì muốn phạm nhiều hơn, cái đó là tôi biết rồi. Ông Trần Đình Quang đã cho một số nhiều thơ, và anh Hoàng Vân, Hoàng Vân cũng là cũng trong ban chấp hành hội chức trang luôn đó quý vị. Là chúng tôi có một số quà để tặng cho quý vị, thì mỗi bàn có một cái thiết kế, thì một lát chúng ta sẽ bốc thăm, thì sẽ có một chút quà tặng cho mùa xuân này cho vui nhé. Vâng, bây giờ sẽ xin tiếp tục chương trình văn nghệ nhé. Mời anh Nguyễn Văn Cường, cổ học sinh trung học Hoàng Diệu Bắc Kinh. Mình phải nói là giới thiệu ca sĩ Nguyễn Văn Cường. Dạ, Nguyễn Văn Cường thì ở đây thì không ai khác, không ai mà họ không biết mặt anh Cường mỗi ngày trên TV. Và anh Lâm, em xin lỗi là cái anh giới thiệu anh Lâm mấy mươi năm ở California thưa anh. Thật ra thì cách đây 2 hôm Cường tình cờ đọc một cái bài báo ở trên báo Người Việt, ở trên Internet, thì Cường mới thấy hồi ngộ của trường Hoàng Diệu Ba Xuyên. Cứ mấy ngày nhưng bảo hình như cái trường này nó quen lắm với mình rồi. Và lúc mà Cường nghĩ lại thì đúng rồi, ngày xưa Cường học ở đó một năm lớp đệ tứ. Chắc các thầy cô với anh chị em đều biết thầy Nguyễn Thái Lân là thầy dạy pháp văn, đó là anh ruột của Cường. Vì ngày xưa ở Sài Gòn trường học Cường học trường Trần Lục, nhưng mà vì quay khóa bố bảo ông thầy Lân và mang thằng Cường về đó chăm nó đi. Học đúng một năm Cường buồn quá, ngày nào cũng khóc hết, thế là ở với chị con ở tại Sài Gòn. Và hôm nay gặp lại cô đúng rồi, đôi lời tâm sự thì tất cả những kỷ niệm dù một năm, cảm ơn Ngọc Thủy rất nhiều. Dù học một năm nhưng mà Cường ở Sóc Trăng rất là nhiều lần. Một con đường duy nhất mà Cường nhớ, tại vì con đường đó không đi con đường đó thì chẳng biết đi đâu, đó là đường Hai Bà Trưng. Và đoạn cuối đó là cái cầu quay, Cường vẫn còn nhớ, vào một cái tiệm coffee shop Kinh Đô hình như vậy. Rồi Cường còn nhớ quận Kế Sách, nhớ lịch hội thượng, nhớ những cái nơi đó. Mà hồi đó người 45 tuổi chắc bây giờ, dạ thưa với quý vị là cả nửa thế kỷ rồi, bây giờ sao mà mình nhớ hết được con đường. Thật ra thì có cái bài hát có tên là Trường Cũ Tình Xưa, nhưng mà trường cũ thì có đấy, nhưng mà tình xưa thì mình không, hồi nó bé quá, nó có tình với ai đâu. Thì thôi hát một bài khác vậy. Ngày hôm nay Cường lên rất vui và rất là vui và rất là hân hạnh gặp lại các thầy, các anh chị em cũ ở học ở trường Hoàng Diệu, cho nó có một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời. Và Cường nhớ nhiều nhất đó là những cây phượng ở trong sân trường. Ngày xưa phải học tới 2 trường, trường Hoàng Diệu và trường La Salle. Một ngày đi học 2 trường thì mướt cả người luôn. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Phượng Hồng của Vũ Hoàng. Và cũng cho các thầy với các anh chị em biết là cái trường Hoàng Diệu nó có một cái kết nối gì thân tình lắm. Ngay cả nữ sinh và nam sinh học chung lớp rồi lấy nhau luôn. Ngay của Hoàng Cường có 2 cặp là đều học cùng lớp với nhau và sống cho đến bây giờ. Rất là khâm phục các anh chị. Những chiếc giò xe chưa chạy hóa thùng, em bước chân mùa hè của tôi đi đâu. Là tuổi tôi 18, tôi chẳng ai thấy cùng
Cảm ơn quý vị, cảm ơn các chị đã cho Cường nhiều bằng Cường. Nhưng mà nếu anh đã có ở Sóc Trăng một năm đó thì hội Sóc Trăng mà anh thấy có list anh nên đến ngày chúng tôi. Thật ra thì chúng tôi cũng muốn anh hát thêm nữa, nhưng mà thì giờ thì nó cũng có giới hạn thôi. Nếu mà có dịp thì chúng tôi sẽ mời anh lên hát nữa. Dạ thưa, cái bản nhạc của nhạc sĩ Cát Bằng đã sáng tác trên 100 bản nhạc. Nhưng mà trong cái bản này tôi nhiều khi nó còn hơi gay rứt cái bản này. Tôi tính sáng tác bản là em còn đỡ âm nhưng mà chưa sáng tác được. Tôi sẽ sáng tác bản đó để cho quý tài công của mình sẽ thấy là mấy bài cũng có nợ mình chứ đâu phải là mình nợ mấy bài không. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời Ngọc Thủy là hợp ca ba ly rượu mừng phải không? Dạ một chút xíu thì sẽ có hợp ca, nhưng mà trước khi hợp ca nữ này Ngọc Thủy muốn mời anh Mai Nguyễn. Thưa quý vị, anh Mai Nguyễn là trong ban chấp hành tổng thư ký của Hội Liên Trường miền Nam California. Anh đã sinh hoạt 15 năm. Bây giờ anh có lời xin mời anh có đôi lời với chúng ta, mời mình hỏi mặt kiến tham gia với anh, tham gia vào Liên Trường của anh ạ. Cảm ơn cô Ngọc Thủy đã có nhảy với tôi đến tham dự lần đầu tiên sinh hoạt của cầu sinh bằng hiệu là Sóc Trăng. Và thưa trước hết tôi là tổng thư ký Nguyễn Mai, tổng thư ký Hội Liên Trường của Phật Việt Nam miền Nam California. Xin đại diện các anh chị em học sinh Liên Trường Nam Cali xin kính chúc quý vị chủ giáo sư, quý thân hữu và các tu sinh của trường trung học Hoàng Diệu Sóc Trăng bác sĩ một năm mới an khang và hạnh phúc và đại diện. Theo Ngọc Thủy có giới thiệu và muốn chúng tôi nói sơ về cái Hội Liên Trường Trung học Nam Cali. Thưa quý vị, Hội Liên Trường Trung học Nam California thành lập từ năm 2001, tức là bây giờ hôm nay là được 15 năm, gồm đa số đó là 95% các trường trung học công lập Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75. Từ Huế, tức là có quốc học đồng Huế, cho tới Việt Nam, các trường trung học Sài Gòn. Và tới Việt Nam thì chúng tôi có trường Nam Thanh Giảng, Tròn Thị, Cần Thơ. Thực ra chúng tôi không có biết trường Nguyễn Hoàng, Hoàng Diệu. Bây gần đây thôi, chúng tôi muốn mời trường Hoàng Diệu tham gia sinh hoạt liên trường. Sinh hoạt liên trường chúng tôi đầu tiên là kết tình thân hữu giữa các cựu học sinh với nhau đã từng theo học các trường trung học Việt Nam Cộng Hòa trước 75, cũng như có sự tham dự các cựu giáo sư. Và sau đó thì liên trường trong 15 năm qua đã tổ chức những cái buổi quy quỹ đóng góp để lão lũ lụt miền Trung của các thiên tai, ví dụ Oklahoma, và gần đây nhất là gây quỹ cho các trận động đất ở đêm anh, và chúng tôi gây quỹ trên 30.000 đô la. Một sinh hoạt mà có thể quý vị đã biết là rất quan trọng đối với Hội Liên Trường là hàng năm chúng tôi có quy quỹ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là cây mùa xuân. Và trong mùa New Year Eve thì chúng tôi đã quy quỹ được gần 25.000 đô la, và chúng tôi đã gửi về cho các cựu thương binh Việt Nam Cộng Hòa tổng cộng là 24.797 đồng, tức là xuân Bình Thuận đó. Thì trong danh sách này có 5 thương phế binh của Sóc Trăng, là có thể là họ là cựu sinh của trường Hoàng Diệu. Vâng, thì chính vì vậy mà chúng tôi muốn nhân cơ hội này, trong tương lai chúng tôi muốn mời trường Hoàng Diệu tham gia với chúng tôi trong các công tác gây quỹ xã hội, đặc biệt giúp các anh thương phế binh là những người đã hy sinh trước năm 75, hiện nay rất nghèo đói và họ đã lớn tuổi và họ cần một chút quà xuân. Thì hàng năm chúng tôi không có tiền nhiều, chỉ gửi cho hỏi gia đình mới 50 đô la mà thôi. Và trong những trường hợp rất là đặc biệt, chúng tôi cho 100 đô la. Và từ 2002 cho đến hôm nay là trên 14 năm qua, chúng tôi vẫn tiếp tục làm điều đó hàng năm. Và cho đến nay chúng tôi đã gửi được gần 4.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, tặng 24 chiếc xe lăn, và tổng số tiền chúng tôi gửi về đã trên 200.000 đô la. Đó là một sinh hoạt chung của các cựu sinh viên trường.
là không phân biệt giai cấp nữa là xã hội, nhưng mà chúng ta đến với nhau là đã cùng sinh liên đường với nhau, đã cùng một mái trường, đã thường hưởng sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, của ngân sách quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cũng như các cựu thương binh đã từng chiến đấu để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam trong suốt từ 54 đến 75. Và chính vì vậy, năm nay cũng năm 15 năm đã thành lập liên trường kỷ niệm 15 năm, thì chúng tôi vào ngày 28 có một bữa tiệc để kỷ niệm 15 năm. Xin mời ban chấp hành cùng sinh hoàng diệu cũng như các chị em đến chúng vui với chúng tôi vào ngày 28 và chúng tôi sẽ gửi thư mời chính thức đến hội hoàng diệu. Xin công quý vị. Dạ, cảm ơn anh Mai rất là nhiều. Dạ vâng, chúng tôi sẽ theo dõi nhịp sinh hoạt của liên trường và sẽ một lần đến tham gia cho biết sinh hoạt của liên trường, nhất là tháng 8 này, anh nói là 21 tháng 8 sẽ có buổi họp mặt, thì rất là chị sẽ thông báo cho hội biết và đi tham dự nha. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Và bây giờ xin mời các chị mặc áo dài, các chị mặc áo dài hãy lên sân khấu để chúng ta cùng hát bài đi rồi mình. Các chị yên tâm, có bài hát và có lời, có nghĩa hết. Xin mời các chị mặc áo dài nhé. Ta chung nơi này mừng anh nồng phu vui lúa thơm ơi, người thương xa lời thương, người công nhân ấm no. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu tiếng hát cái tiếp, đó là tiếng Trương, đó là em trai của Ngọc Thủy đến từ Houston, Texas. Em cũng đã giúp Ngọc Thủy trong rất là nhiều trong cái tập chức hôm nay. Em từ Dallas lên ăn Tết với gia đình và vẫn còn ở đây, nên em sẽ đóng góp tiếng hát với bài hát Ngày Xuân Vui Cưới. Trên tiếng xin kính chào quý thầy, quý cụ sinh trường trung học Hoàng Diệu cùng quý mọi người. Trong ngày gặp gỡ của thầy và trò thì trên tiếng xin gửi đến quý thầy trò một bài hát mang tên Đầu Xuân Đến. Ngày đầu xuân trước trong những thay bình, ngày mong mai chúc cho lứa đôi mình, và hôm ba anh chúc cho mắt em xinh, ba em hồng nhìn sức mạnh trong lòng anh. Từ ngoài biển anh vừa về đến, đôi bờ chiều mến chẳng thay anh chúc em. Xin chúc quê hương yên bình, thành công.
tiếng, một lát tiếng trở lại hát tiếp. Bây giờ chúng tôi ban chấp hành có một món quà nhỏ để gửi đến quý thầy cô. Xin mời Thanh Nghe, xin mời chị Ánh Hoa Nhìn, xin mời chị Hà Phụng mang mấy cái giỏ quà đến tặng thầy cô giúp dùm cho ban chấp hành nha. Có sân thanh để mà bỏ vào những cái giỏ. Và những cái quà này chúng tôi sẽ đem đến tận bàn của thầy, chứ không phải mời thầy lên. Xin chị Hà, chị Ánh Hoa Nhìn và sân thanh hay đến bàn của thầy cô. Đây là món quà nhỏ, quà xuân để tặng quý thầy cô để nhớ ơn quý thầy, quý cô đã truyền dạy cho chúng em trong những thời gian qua. Và bây giờ lúc nào thì chúng em cũng giữ tinh thần tôn sư trọng đạo. Nên xin thầy cô vui lòng nhận món quà nhỏ đầu xuân này ạ. Trong lúc các học sinh đến tận nhà thầy cô thì chúng tôi cũng xin thông báo là Hội Án Hữu Sóc Trăng có một số DVD ở tại trên bàn. Nếu mà quý học môn nào hay quý thầy cô nào muốn đem về xem để xem coi chúng ta có bạn thân hay là những người nào trong cái đồng hương Sóc Trăng chúng ta, thì chúng tôi có một số DVD trên bàn để tặng cho quý vị. Kính thưa quý vị, ngoài tất cả các hội đồng hương ở đây thì có những cái hội trường trung học như hội Cần Thơ thì có trường Phan Thanh Giảng, hội Mỹ Tho thì có trường Lê Ngọc Thanh, Phan Nguyễn Đình Chiểu, cũng như là hội Ba Xuyên Sóc Trăng thì có hội trường trung học Bình Diệu. Nhưng những cái hội đoàn đó lập ra không có nghĩa là để chia rẽ, nhưng mà để kết hợp với nhau nhiều hơn. Do đó cái hội Sóc Trăng cũng như là hội trường Hoàng Diệu của chúng tôi lúc nào cũng đều gắn bó và chia sẻ những cuộc vui cũng như là mỗi cuộc họp như vậy, thì để cho tất cả các đồng hương Sóc Trăng thì nó lớn quá, nhưng mà đồng hương tất cả các học sinh trường Hoàng Diệu thì nó có vẻ nó ấm cúng hơn. Do đó thì chúng tôi vẫn thay mặt hội Ai Hữu Tư Tế Sóc Trăng tại Quan Trị, một năm chúng tôi có tổ chức một lần dịp trung thu để cho tất cả quý đồng hương Sóc Trăng, thì quý học sinh Sóc Trăng cũng là người đồng hương Sóc Trăng đến để tham dự. Trước hết là để chúng ta gặp gỡ hàng quy tâm sự, sau đó nếu chúng ta có con em năm nào thì hội Ai Hữu Tư Tế Sóc Trăng tại Quan Trị thì tặng giải khuyến học cho tất cả các con em Sóc Trăng, những con em Sóc Trăng học sinh xuất sắc, chúng tôi đều có những cái giải khuyến học để khuyến khích các em ráng học để thành người hữu dụng cho không những là đất nước Hoa Kỳ mà sau này là cho đất nước Việt Nam sau này hết cộng sản. Thank you.